Đây, sau khi chúng ta càn quét một vòng xem còn cái gì cần phải nói nữa nào. Bây giờ chúng ta còn một hai thứ như sau. Đây, ví dụ Shape Tool. Shape Tool thì về cơ bản chúng ta chỉnh mọi thứ ở trong Corel chúng ta đều dùng Shape Tool. Tuy nhiên là còn một vài thứ nó nằm ẩn ở đây. Chúng ta đề cập nốt. Ví dụ như Smooth này, Smear này, Trim này, Adjust này, Ripple này, Smooth này, Rogan. Thì nó dùng làm cái gì? Đây, một số các hiệu ứng được sử dụng như sau. Chọn công cụ, ví dụ như là công cụ Smooth. Khi mà tôi di cái này thì nó sẽ làm cho gì đấy, mọi thứ mà nó di qua nó trở nên là gì đây, mềm cong, không còn sắc nét nữa. Đấy, công cụ này dùng rất đơn giản, rất dễ như thế thôi. Công cụ tiếp theo Smear. Đây, co kéo các cái đối tượng này, vốn gốc là nó có hình có dáng, nhưng với công cụ này chúng ta đưa vào, chúng ta có thể biến những cái đối tượng đã được chọn này nó trở thành một cái dạng giống như là đất sét đấy. Các bạn có thể vò bóp, các bạn có thể cắt, các bạn có thể nặn nó thành bất cứ cái hình gì nếu như các bạn muốn, bằng cách là chọn công cụ này và di kéo theo chiều các bạn muốn. Tiếp nữa, Trim, vặn xoáy. Này, đập công cụ vào trong chỗ đối tượng được chọn. Đấy, và bấm. Nếu như mà nó nằm hoàn toàn ở trong, nó có làm được gì không? Không. Quy tắc là phải có một cái gì đó có và một cái gì đó không. Đấy, hình là có, không gian ở bên ngoài là không, nó mới vặn xoắn được như thế này. Đấy, kích thước của đầu công cụ các bạn có thể điều chỉnh bằng cách là ra là ở đây đấy, và sau khi có công cụ rồi, kích thước rồi, các bạn đặt vào và các bạn xử lý rồi. Còn vặn theo trái, vặn theo phải thì các bạn sẽ có chiều ở đây. Đấy, tốc độ như thế nào thì các bạn ra giảm ở đây, vặn xoáy nhanh hay chậm. Thế nó có phải chỉ định một đối tượng hay không? Thì trong trường hợp là có một đối tượng chúng ta chọn, đây ví dụ một đối tượng, tôi có phải chọn nó không? Hay là cứ đặt vào là tôi có thể là vặn được? Quy tắc vẫn là phải chọn nhé, không chọn là các bạn sẽ không làm được cái gì hết. Thế bây giờ một đối tượng, bây giờ nhiều đối tượng có được không? Nhiều đối tượng cũng được, miễn là chọn. Đây, ví dụ tôi đặt vào, tôi chọn cả bốn hình, tôi đặt cái hình này vào đây. Đây, ví dụ tôi vẫn có thể vặn xoắn được cả mấy hình một lúc. Có nghĩa là không giới hạn cái số lượng đối tượng, miễn là được chọn thế thôi, và đặt đúng chỗ, đặt đúng kiểu là nó có thể vặn xoắn cái hình được. Rồi một số cái nữa như là Attract này, Repair này, thì nó làm như cái gì? Này, chúng ta cùng nhau xem. Ví dụ như là thằng Attract này, khi mà tôi đặt công cụ vào đây, tôi bấm thì cái cạnh của đối tượng nó sẽ chạy vào tâm của công cụ của tôi. Tâm ở ngoài thì cái cạnh này nó chạy ra ngoài, tâm đặt ở trong thì sao? Nó lõm vào trong cho đến khi nào nó chạm vào tâm thì thôi. Đấy là chúng ta bấm giữ thôi. Còn nếu như chúng ta bấm mà chúng ta co kéo thì nó vẫn có thể là gì đấy, kéo cái hình này đi được. Đấy, thằng này thì ngược lại. Này, Ripper này thì làm sao? Khi bấm thì nó sẽ cong cái cạnh lên cho tới khi nào mà nó chạm vào gì đấy, cái cạnh ngoài của cái công cụ của chúng ta. Nó cũng tùy thuộc vào cái tâm chữ thập đặt ở trong hay ở ngoài đối tượng. Đấy, nếu mà tâm đặt ở ngoài thì nó sẽ đẩy cạnh vào trong, nếu mà tâm đặt ở trong thì nó sẽ đẩy cạnh ra ngoài. Smooth thì sao? Smooth là đây, chúng ta kéo trên những cái cạnh này thì nó cũng lại làm theo cái kiểu là gì đấy, làm mềm những cái này đi.
Cái này thì không phải là pro gần này. Cái này sẽ làm cho cái cạnh nó là bị làm sao đấy ạ? Nó giống như là răng cưa góc cạnh, nó giống như vết xé. Đang nhẵn nụ như thế này, đang nhẵn nhụi như này, khi mà chúng ta kéo thì bắt đầu nó khớp khá khớp hình như thế này. Các tham số ở đây các bạn điều chỉnh các tham số thì nó sẽ dày hay mỏng, đúng không? Đấy, nông sâu như thế nào thì các bạn cứ điều chỉnh mấy cái tham số này ở đây cho tôi. Thì đấy là mấy cái công cụ hỗ trợ chúng ta làm biến dạng các cái đối tượng. Nó nằm ở trong cái nhóm gốc này là cái shape tool, chính là công cụ điều chỉnh đối tượng. Thế còn cuối cùng thì tôi muốn nói tới cái vấn đề là làm xong bất cứ cái gì thì chúng ta cũng phải xuất cái tài liệu của chúng ta đi. Vậy xuất như thế nào và có cái lỗi gì mà các bạn cần phải lưu ý hay không? Thì thứ nhất là file vector thì nó có một vấn đề như sau: file shape hoặc là shape s, vân vân. Khi chúng ta shape thì nó sẽ hỏi chỗ nào, đấy là chuyện bình thường đúng không? Và đặt tên này, định dạng này, định dạng gốc của Corel là CDR. Thế còn các bạn lưu ý ở đây, nó có một cái phần rất là quan trọng, đó là cái phần phiên bản, đúng không? Hiện tại bây giờ chúng ta đang sử dụng X7 thì nó sẽ là phiên bản 17. Và lưu ý cho tôi là gì? Những cái phiên bản nào thì nó sẽ lưu mặc định ở phiên bản đó. Thế nhưng mà lại có một cái vấn đề rất là đau đầu của những cái chương trình làm vector, đó là phiên bản mới thì mở được tài liệu tạo ra từ phiên bản cũ. Ví dụ như là chúng ta mở rất dễ dàng các phiên bản X3, X4, X5 và thấp hơn nữa ở trên con đeo X7. Nhưng phiên bản thấp hơn X7 lại không mở được X7. Có nghĩa X5, X6 trở xuống là không mở được. Cho nên là nếu mà chúng ta lưu ở trên máy chúng ta hoặc là gửi cho những cái người mà sử dụng các phiên bản giống như chúng ta thì cứ để nguyên thế này là xong. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không biết được là cái chỗ mà chúng ta chuyển sang đó nó sử dụng phiên bản nào thì hoặc là hai cách, một là chúng ta phải liên lạc, chúng ta hỏi xem là bên kia người ta sử dụng phiên bản nào để chúng ta sẽ hạ thấp cái phiên bản xuống bằng cách là sổ danh sách này ra và chúng ta chọn cái phiên bản phù hợp với máy của bên kia, hoặc không thì chúng ta cứ tính một cách an toàn là chúng ta tự hạ nó xuống thấp một vài cái phiên bản đi. Đấy thì nó sẽ đảm bảo được cái vấn đề là từ máy chúng ta sang máy khác thì người ta vẫn có thể mở được. Thế còn trong cái trường hợp mà để tránh tình trạng là dính dáng với phiên bản thì các bạn có thể làm như sau. Các bạn có thể lưu cho tôi như thế này: file save hoặc là save as đó, và các bạn sổ danh sách ra. Bây giờ các bạn có thể chuyển sang một cái định dạng khác, và định dạng này nó nên là một cái định dạng được sử dụng chung cho các cái chương trình mà làm việc với đồ họa. Thì các bạn có tùy chọn là đây, nếu mà gọi là định dạng chung thì chúng ta sẽ có cái này, đó là định dạng PDF. Và một định dạng nữa nó gọi là định dạng EPS. PDF này, Adobe Portable Document Format này. Hôm trước tôi cũng đã nói tới cái định dạng CMS này rồi. Thì cái lúc mà cái bài bài mà chèn ba code đấy, thì cái định dạng này cũng là một định dạng các bạn có thể lưu được. CMS này. Một số các định dạng khác thì các bạn cũng có thể lưu nếu như mà các bạn xác nhận được cái mục tiêu của mình. Còn nếu mà chung chung để đảm bảo rằng là các cái trình thiết kế đồ họa 2D nói chung có thể mở dễ thì tốt nhất là cho tôi theo hai cái dạng này thôi. PDF là một và EPS đâu rồi, EPS nằm đâu rồi, EMF không phải, PDF. Đây, ở đây thì nó cung cấp cái PDF rồi này, thì chúng ta chọn PDF là xong. Đó,
Save. Ở đây nó sẽ cho chúng ta một số các tùy chọn. Nói tóm lại các bạn cũng có thể để nguyên cái mặc định mà lưu lại là xong. Nhưng có một cái tôi lại phải nói luôn. Riêng về PDF nhé, thì các bạn phải lưu ý là nó chỉ lưu cho các bạn ở trong phạm vi của cái gì đấy ạ, của cái trang giấy này thôi này nhá. Tuyệt đối là nó chỉ lưu ở trong trang giấy thôi, bất cứ cái gì mà thò một phần ra ngoài là phần thò ra ngoài sẽ mất, không có trong tài liệu, nằm hẳn ở ngoài là mất luôn. Có thể tài liệu Corel vẫn có, nhưng mà một khi mà đã lưu PDF thì chỉ những cái nào nó nằm ở trong phạm vi trang giấy này mới xuất hiện thôi nhá. Thế còn FPS thì chúng ta xem export đây xem nào. Đây, Illustrator này, đây FPS đây. Encapsulate PostScript. Cái ngôn ngữ này cũng là một cái ngôn ngữ mà các chương trình thiết kế đồ họa nói chung đều mở tương đối dễ. Đấy, InDesign sau này các bạn mở cũng được, Illustrator cũng được, Photoshop cũng được, Corel cũng được, và những cái dạng như thế này nó tương đối dễ ở cái đoạn là nó bất chấp về cái phiên bản đấy. Corel 5 cũng mở được, Corel 7 cũng mở được, chứ nếu mà chúng ta lưu ở định dạng Corel mà chúng ta gửi đi thì nó lại vướng ở cái đoạn là thằng cao mở được thằng thấp không mở được thằng cao đấy. Khi mà các bạn chuyển sang các định dạng trung chuyển như thế này thì nó giúp cho các bạn là thuận tiện hơn trong việc là share tài liệu giữa người nào với người kia, không phải quá lăn tăn về cái chuyện là phiên bản như thế nào. Và thêm một cái phần nữa là tôi không có Corel trong tay, tôi vẫn có thể mở nó ra bằng Illustrator, tôi vẫn có thể mở nó ra bằng InDesign, tôi vẫn có thể mở nó ra bằng Photoshop để tôi xem, ít nhất là xem được đấy. Còn nếu mà chỉnh thì ví dụ như tôi nhập nó vào Illustrator, tôi hoàn toàn có thể chỉnh lý nó ở trong Illustrator được, tại vì hai thằng đều là vector. Thì đấy là mấy thứ mà chúng ta cần phải lưu ý. Và ngoài ra thì còn có một phần nữa, đó là phần lệnh. Đây các bạn nếu mà public to PDF này thì các bạn có thể chọn ở đây hoặc là ở trên thanh property. Và các bạn còn có một thứ nữa là export form. Nếu mà một cái gì đó mà các bạn muốn xuất nó ra thành ảnh mà nền trong dạng PNG thì các bạn chọn cái đối tượng đó và các bạn chọn export form, chọn office. Đây ví dụ tôi chọn một cái hình như thế này đi, hình ngôi sao đi cho nó dễ hình dung nhá, complex star đi. Đây ví dụ tôi có một hình như thế này, thì các bạn sẽ thấy là tôi có thể chọn đối tượng này. Tôi chọn lệnh gì nhỉ, export for, tôi chọn office chẳng hạn. Thế đây các bạn nhìn thấy nó sẽ xuất ra cho tôi cái dạng tài liệu từ đây nền trong này đấy. Nhập ok xong nó sẽ hỏi tôi là xuất đi đâu và tôi sẽ có được một cái ảnh bitmap dạng nền trong luôn, không phải lọc, không phải xử lý gì nữa. Ở ngoài ra thì còn có cái gì, đây mới là cái mà các bạn cần lưu ý này, document. Vào file này các bạn vào collect for output, cái lệnh này là lệnh đóng gói, đóng gói giúp các bạn được giải quyết cái vấn đề gì. Đây chọn này, chọn tiếp này, ở đây nó sẽ cho các bạn một cái file PDF để xem, một file CDR là file gốc. Ngoài ra thì đóng gói theo các cái profile về màu, nhưng quan trọng nhất ở trong này lại không phải cái này, tại vì là một thứ mà sẽ gây nhiễu rất nhiều cho cái tài liệu đóng gói đó là phông. Các bạn xuất tài liệu đi mà có sử dụng phông và phông quái quái một tí, lạ lạ một tí là ở chỗ khác người ta không có đấy, thì hoặc là các bạn phải convert nó ra thành hình ảnh, nhưng convert sang hình ảnh thì nó lại nguy hiểm, cái đoạn là muốn sửa không sửa được nữa. Và do đó thì tôi muốn là sẽ đưa cái dòng chữ này vào đây vẫn là chữ đúng không, sau đó thì tôi sử dụng phông gì thì tôi sẽ chọn những cái phông đó. Ví dụ một cái là Impact này, một cái là Gothic này, một cái là Double Future này, một cái ví dụ như là Beginning Yoga này. Ví dụ đây là những cái phông mà nó tương đối là lạ. Thế bây giờ tôi xử lý bằng cách đóng gói này.
collect to output này, next, next. Đây các bạn nhìn thấy ngay, rất hay là nó có thêm cái phần này include document form and form list. Tôi sử dụng bao nhiêu form nó liệt kê trong này, nó đóng gói cho tôi. Đấy. Đến đây nó hỏi là đặt vào đâu. Đây, tôi chỉ chỗ này, ví dụ tôi để desktop đây. Ok. Đặt nó ở trong một cái thư mục tên là đóng gói đi. Đấy. Next. Vậy, finish. Đây, chúng ta có cái gì? Chúng ta mở và chúng ta cùng xem nhé. Đây này, thư mục tôi vừa tạo đây này. Mở ra trong này có gì? Trong này có file PDF này, có file gốc này, và quan trọng nhất là những cái phông. Với cách đóng gói như này, tôi có thể đem cái tài liệu này gửi cái folder này đi là xong. Xuống nhà in, sang người khác, người ta cứ thấy báo thiếu phông gì, người ta lục ở trong này, người ta cài thì vào máy là xong. Ok, không còn vấn đề gì về phông nữa. Sợ nhất là thiết kế mà bị lỗi phông, nó sẽ sai sót hoàn toàn cái ý tưởng của các bạn đi. Đấy, bố cục, ý tưởng, tính chất nó sẽ khác đi rất nhiều nếu mà dùng không không đúng như là cái mong muốn của chúng ta. Thế còn ảnh thì có vấn đề gì không? Ảnh cũng là một phần, nhưng rất là may đó là Corel nó để mặc định thế này. Đây, bây giờ tôi nhập một cái ảnh vào đây. Đó, nhập tiếp một ảnh nữa vào đây. Bây giờ có hai ảnh, ví dụ tôi đóng gói thử nhé. Đó là next, 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 next. Lại desktop đi. Bây giờ thư mục này là một đi cho dễ tìm. Next, finish. Nào, chúng ta cùng xem nó cung cấp cho chúng ta cái gì nhé. Đây, thư mục 1 này. Vẫn là gì đây ạ? Phông này, file gốc này và file PDF để xem. Không hề thấy cái ảnh nào ở đây. Lý do rất đơn giản là trong Corel nó hoạt động hơi khác một tí. Nó nhét thẳng ảnh vào trong gì đấy. Nhét thẳng ảnh vào trong trong file Corel. Như thế thì nó sẽ làm cho cái file tương đối nặng. Nhưng mà ngược lại một cái là nó cực kỳ an toàn khi mà chúng ta đưa ảnh vào, không bao giờ sợ thiếu. À, có những cái tùy chọn nào khác hay không, ví dụ như là chọn một cái như thế này. Đấy, gần như các bạn sẽ thấy rằng nó mặc định luôn rồi. Thế còn nếu mà ở đây import and externally link email thì lúc này nó sẽ đặt link ra ngoài. Nhưng mà cái này không phải là cái Corel khuyến khích. Nó đặt luôn là import là bao gồm cả gì đấy ạ? Bao gồm cả cái ảnh này thực sự nhét vào đây rồi. Còn nếu mà đặt theo cái kiểu mà link external này, link ở bên ngoài, để chúng ta thử xem nhé. Trong trường hợp này tôi thử một cái mà tôi dùng cái link bên ngoài đi. Đấy, đây là cái ảnh mà bên ngoài. Chúng ta thử một lần, chúng ta đóng gói xem nó như thế nào nhé. Nào, đây chúng ta xem thử mục 2. Đây, trường hợp này thì nó sẽ đóng gói theo cái ảnh của chúng ta. Có nghĩa là các bạn cũng có thể là sử dụng cái lệnh đóng gói này. Đấy, các bạn thay đổi cái tính chất của cái ảnh thì cũng được. Đấy, không nhúng vào cũng được. Thì lúc này cái ảnh cái file nó sẽ nhẹ bớt đi. Nhưng mà tốt nhất thực ra là thằng Corel nó khuyến khích ở cái góc độ là nhúng luôn, embed luôn cái ảnh vào rồi thì tôi nghĩ rằng là với những cái thiết kế chương trình trên nền tảng khác nhau
Đấy, con reo nó khuyến khích như thế thì chúng ta cũng nên để nguyên. Còn nếu mà các bạn muốn, các bạn vẫn có thể sửa đổi lại cái cách nhập ảnh vào bằng cách là đặt link ra ngoài. Nhưng mà nếu mà như thế thì các bạn cần phải lưu ý là đưa file đi là phải sử dụng cái lệnh là đóng gói, chứ không được phép là copy paste một cách copy và gửi một cách bình thường. Bởi vì nếu không là các bạn sẽ bị thiếu cái ảnh nhét ở trong cái tài liệu Corel đó.